Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Quick Games. Đây, hôm nay mình sẽ test thử ba cái loại nhạc này xem là âm thanh của nó thế nào nhé. Thì chắc là ai cũng đã test rồi. Thì mình sẽ test thử cho các bạn xem. Thì những cái tiếng này ấy, họ sẽ ở như thế nào. Ok, đầu tiên là block note block ở trên đất thì nó sẽ có một tiếng như này. Bạn nghe kỹ nhé. Đó, cho để mình bật to cái tiếng lên. Mình cũng không bật to quá, bởi vì là nếu như bật to quá nó sẽ như cái video trước, video survival mình sẽ to tiếng quá, bạn sẽ không nghe tiếng mình. Thì đây, đây là cái tiếng note block ở trên đất. Nghe nào? Đó, nghe nó rất là hay. Và gỗ thì nó sẽ bắt đầu sẽ rắn lên một chút, bạn nghe kỹ nhé. Rắn hơn một chút, chứ còn đối với cái đá này nó sẽ cực kỳ rắn luôn. Nó không có cái tiết tấu mà nó sẽ có tiếng đập đấy như này. Cái này có thể làm vào cái phách các bạn. Nếu như những bạn nào giỏi về notebook là block, có thể làm ra những bài nhạc bằng mấy cái lớp block và có thể kết hợp như này. Chứ không thể mỗi này sẽ chẳng ra cái gì cả. Chúng ta có thể kết hợp ba cái này là có thể để làm ra được một bài nhạc. Đó là những người giỏi về nốt block. Không phải mình cứ nói block. Mình sẽ nói khối nhạc nhé, cho dễ. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Video chỉ ngắn thế thôi. Survival thì mình sẽ làm sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Intro room ấy nó sẽ có xong nhé. Bây giờ mình cứ bye bye trước đi nhờ. Ok, sorry các bạn. Thôi bây giờ bye luôn nha. Ok, end video luôn.